Tại Nha Trang có rất nhiều địa điểm du lịch Nha Trang nổi tiếng. Một trong số đó là khu vui chơi giải trí Vinpearl Nha Trang. Tại đây thì có giá vé vào cổng là 880.000 đồng cho một người lớn. Bước vào địa điểm du lịch Nha Trang này, các bạn sẽ được tận hưởng nhiều hơn cả một khu trò chơi giải trí. Bên cạnh những khu vui chơi dưới nước, trong nhà và ngoài trời, thì Vinpearl Nha Trang còn nổi tiếng với các chương trình biểu diễn hiện đại và công phu, vốn chỉ bắt gặp tại các công viên vui chơi lớn của thế giới. Ngoài ra, thì du khách đến với Vinpearl Nha Trang cũng không thể bỏ qua những cơ hội tham gia nhiều hoạt động show biểu diễn tương tác và âm nhạc đường phố. Thú vị, chẳng hạn như là biểu diễn cá heo, với suất biểu diễn đầu tiên là từ 11 giờ đến 11 giờ 40 và suất biểu diễn cuối cùng trong ngày là 17 giờ đến 17 giờ 40. Trong tiếng nhạc sôi động, những chú cá heo tung mình trên cao nhào lộn, đánh bóng khiêu vũ cùng huấn luyện viên. Khán đài chật kín, khán giả vang lên không ngớt những tràng pháo tay. Đó là hình ảnh quen thuộc ở khu giải trí Vinpearl Nha Trang. Tìm đến sân khấu biểu diễn cá heo, khán đài đã đông nghịch du khách. Tất cả đều háo hức chờ đợi xem màn biểu diễn hải cẩu, cá heo, bất chấp cái nóng đang hầm hập phả vào. Gần sát giờ biểu diễn, người dẫn chương trình làm nóng sân khấu với những thông tin sơ bộ về màn xiếc cá heo, làm tăng thêm sự hồi hộp cho khán giả. Ở khu biểu diễn cá heo của Vinpearl Nha Trang, mọi người đều nói đùa. Ở đây cá heo, hải cẩu là ông chủ, còn lại đều từng là nhân viên phục vụ. Để giữ mối quan hệ thân thiện, hàng ngày các huấn luyện viên phải cùng đội ngũ nhân viên chăm sóc cá heo, hải cẩu trực tiếp cho các ông chủ ăn. Khẩu phần ăn của cá heo khoảng 15kg một ngày, trong đó món khoái khẩu của chúng là cá lục gai. Còn hải cẩu thì khẩu phần ăn là 5kg trong một ngày, với thức ăn chính là loại cá lục nhỏ và mực. Để đảm bảo nguồn thức ăn hàng ngày cho cá heo, hải cẩu và thức ăn bao giờ cũng được mua dự trữ sẵn. Trước khi cho ăn, thì đội chăm sóc phải đã đông cá, cắt gai để cá heo không bị mất xương. Những phần thưởng mà các huấn luyện viên thưởng cho các diễn viên chính là thức ăn thường ngày. Loài cá heo rất thông minh nên chúng tiếp thu các bài tập khá nhanh. Tuy nhiên thì chúng cũng rất bướng bỉnh, nếu không vừa lòng là không thực hiện, chỉ riêng động tác nhảy và lộn nhào. Các huấn luyện viên phải mất 2 tuần để tập. Theo một huấn luyện viên, nghề này không có trường lớp bài bản, người học phải tự đi lên từ phụ việc, được người đi trước hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc, truyền thụ kinh nghiệm. Trong nghề này thì huấn luyện viên phải xem những chú cá heo, hải cẩu như người bạn của mình, phải tạo mối quan hệ thân thiết bằng cách chơi đùa với cá heo. Nếu không thương yêu động vật sẽ không thể làm nghề này. Ngoài ra giữa các huấn luyện viên cũng cần có sự kết hợp ăn ý trong công việc. Kinh nghiệm của các huấn luyện viên trước các buổi biểu diễn là không nên cho cá heo ăn, buộc chúng phải nghe lời, hoàn thành bài diễn để được nhận phần ăn. Hằng ngày thì sau buổi biểu diễn và chăm sóc cá heo, các huấn luyện viên phải vào vòng gym để tập thể hình, giữ dáng người gọn gàng để biểu diễn. Nào, hãy cùng blog du lịch chiêm ngưỡng màn biểu diễn cá heo ngay tại sân khấu Vinpearl Nha Trang trong video dưới đây nhé. Biệt ngày hôm nay nhá, đằng sau sân khấu của quý vị đó là bạn Jin và Giang đến từ Việt Nam quý vị. Đằng trước sân khấu quý vị đó là một ngôi sao lưng sĩ rất là to con và này tên gọi là Bôi quý vị nhá, đến từ khu vực phía tây Thái Bình Dương. Ladies and gentlemen, and now we welcome our star very special today. And now everyone look at behind the stage. Our Jin and Giang come from Vietnam. And we'll be meeting for you from Pacific Ocean. Ladies and gentlemen, and now everyone, keep silent 1 minute, please. Because Paul can sing a song to everybody. Bây giờ bạn Paul sẽ hát cho quý vị một bài hát quý vị nhé. Xin mời quý vị hãy xem bạn sẽ hát bài gì đây. Đây là ca khúc Việt Nam quý vị nhé. Tết đến rồi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo xin mời quý vị hãy cùng đến với hai nam ca sĩ Vinpearl nhé.
Xin cảm ơn quý vị cho một tràng vỗ tay cho nam ca sĩ Jim Mazza nhé. Cảm ơn quý vị.
competition. Okay? Who imagined that we you have one friend of high photo putting in doping? Okay? You can get such a game and do it. Are you okay? Moving stop. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ladies and gentlemen, we come to the end of our show today. Thank you so much. And see you again. Thank you, everyone. Bye. Thank you so much. Từ 10 giờ đến 17 giờ hàng ngày tại tỉnh Cái Heo, ngoài khung giờ chương trình gửi đến Cái Heo, chúng tôi có dịch vụ chụp ảnh cùng Cá Heo, giao lưu cùng Cá Heo, và đặc biệt là bơi cùng Cá Heo. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho quý khách những hình ảnh đầy ấn tượng.